Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý khán thính giả, vào thứ 6 tuần vừa qua, các học viên lớp cao đẳng Phật học đã được Thầy Giáo Thọ Huyền Châu giảng môn học Pháp Uẩn Tức Luận trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung bài giảng về phẩm 21 với tựa đề Duyên Khởi sau đây. Kính thưa quý vị, vừa qua thầy giảng về duyên khởi và duyên dĩ sanh của phẩm thứ 21 mang tựa đề Duyên Khởi. Giáo lý duyên khởi mà trong Phật Pháp cơ bản đã nói đến 12 chi phần như sau: vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Đó là cả một quá trình tích trữ thành một khối u bi khổ não, hay còn gọi là đại khổ uẩn. Thầy giảng rằng theo như nhiều bản kinh sách khác nhau đã hướng dẫn chúng ta cách quán 12 nhân duyên theo chiều hướng duyên khởi hay hoàn diệt. Nếu duyên khởi, chúng ta sẽ tạo thành 12 cái móc xích buộc chúng ta trong luân hồi lục đạo. Còn hoàn diệt thì 12 cái khuyên này sẽ bị bẻ gãy và tiêu diệt. Đối với các hàng Bồ Tát Đại Trí, các vị này sẽ lấy chi phần chính là đoạn trừ vô minh để tu tập bằng sự phát nguyện tứ hoằng thệ pháp môn vô lượng. Khi đạt được trí sáng ngời thì vô minh sẽ không còn tồn tại. Còn đối với phàm phu chúng ta chưa đủ trí tuệ để quán sát, chúng ta nên bắt đầu từ chi phần ái. Nếu chúng ta đoạn được chi phần của ái, thì chúng ta sẽ đoạn được 12 chi phần của nhân duyên. Như phần học trước đây của Pháp Uẩn Túc Luận, Đức Phật có trình bày 78 điều tà kiến. Trong đó, chúng ta chỉ cần đoạn một điều thôi, thì chúng ta cũng giải thoát khỏi sanh tử rồi. Thầy giảng rằng duyên khởi là cả nguyên lý vận động của nó, là chỉ cho yếu tố vận động. Duyên dĩ sanh là duyên đã sanh, chẳng hạn như vô minh hay sự mê lầm lạc trong chân lý. Từ hai vấn đề này, chúng ta có bốn trường hợp gọi là tứ cú. Thứ nhất, duyên khởi mà không phải duyên dĩ sanh, tức là có duyên khởi mà không có sự vận hành của 12 nhân duyên. Thứ hai, là pháp duyên dĩ sanh mà không là duyên khởi. Thứ ba, pháp duyên khởi cũng là pháp duyên dĩ sanh, nghĩa là trong cái già có ở trong cái sanh, nó chứa đựng những nhân tố sanh, trụ, dị, diệt. Thứ tư, không phải duyên khởi và không phải duyên dĩ sanh, đây là trường hợp Niết Bàn. Thầy lưu ý chúng ta là trước Phật không hề có ai nói về giáo lý duyên khởi. Đức Phật khẳng định là chân lý này chư Phật đều biết rõ, thấu hiểu và quán triệt một cách sâu xa. Các ngài đã tìm hiểu quyết định tính của duyên khởi hay là tính chất quyết định của nó. Như kinh văn nói rằng, sanh duyên già chết, có nghĩa là đời sống vọng thức luôn luôn đi tìm thức ăn. Nó sẽ làm nền tảng để sinh ra một đời sống mới. Già và chết là một nền tảng, một hạt nhân để ra đời một hạt giống khác. Đó là lý sanh khởi. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Từ nền tảng này chúng ta sẽ phân tích ra trong thời quá khứ, hiện tại và tương lai qua nhiều phương diện khác nhau. Xin mời quý vị xem lại bài giảng này trong website Bồ Đề Phật Quốc để hiểu rõ những phương diện trên một cách tường tận. Tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, có Phật hay không có Phật, pháp tánh ấy thường hằng là như vậy, không bao giờ đổi khác, không bị che giấu, vân vân. Lý ấy trong suốt một cách tự nhiên, là chân thật, là hiện thực, cho nên Đức Phật nói, sanh duyên già chết. Tiếp theo,
Thầy giảng về ý nghĩa của vô minh. Theo kinh văn, vô minh là không biết tiền tế, hậu tế, không biết nghiệp, không biết dị thục, vân vân. Những từ ngữ này dùng để mô tả những trạng thái đa dạng biểu hiện về vô minh và tính chất của nó. Chúng ta dựa trên ngôn ngữ để quán chiếu hành tướng của vô minh như thế nào? Cũng theo kinh văn, Đức Phật dạy: Bhikṣu nên biết, vô minh làm nhân, vô minh làm duyên, nên tham sân si phát khởi. Tánh tham sân si này gọi là vô minh duyên hành. Thầy giảng vô minh là trợ duyên cho lòng tham, sự tức giận, bóng tối của ngu si phát khởi ở trong tâm chúng ta. Yếu tố này sẽ chi phối suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta. Vô minh sanh khởi vô lượng pháp ác bất thiện như vô tàm, vô quý, tức là không biết xấu hổ với mình và với người, rồi sanh ra ác kiến, nên khởi tâm tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Đây gọi là vô minh duyên hành. Thầy nói, muốn có bát chánh đạo thì phải chấm dứt tà kiến. Chúng ta phải phát nguyện tận tụy học Phật Pháp. Đó là một cách hữu hiệu nhất. Học Pháp thì chúng ta mới thật sự chấm dứt tà kiến. Kính thưa quý vị, bệnh dịch hiện nay là một vấn đề lớn của xã hội. Nhưng học và hiểu được giáo lý của Đức Phật lại là một vấn đề lớn đối với Phật tử chúng ta. Là người con Phật thì chúng ta nên thấu hiểu được điều này, không nên sợ hãi và lo sợ, bởi vì tất cả các việc đều có nguyên nhân và nguyên quả của nó. Qua lời học vừa rồi, chúng ta hãy dùng trí tuệ để tư duy và quán chiếu quy luật của duyên khởi và pháp duyên dị sanh. Chúng ta hãy thắp lên ngọn đèn trí tuệ thì vô minh sẽ biến mất. Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc là nơi tạo thiện duyên giúp chúng ta vun bồi công đức qua việc học và hành trì Phật Pháp để phước báo tự thân được tăng trưởng, nghiệp chướng được tiêu trừ. Sau đó chúng ta đem công đức lành này mà hồi hướng đến cho người thân hay cho chúng sanh trong Pháp giới được an lành dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát. Thầy Huyền Châu luôn sắc tấn học viên hãy vận dụng phương tiện có được vào trong đời sống hiện tại mà thực hành, gieo trồng hạt giống thiện trong môi trường thuận lợi. Mong quý vị luôn theo dõi những buổi giảng trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV. Đồng thời, quý học viên hãy nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc vào tối nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 4, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúng ta sẽ được học Pháp Uẩn Tuất Luận do Thượng tọa Huyền Châu giảng trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp qua YouTube Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 live và Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị một ngày đêm an lạc.